con biếng ăn do bị ám ảnh tâm lý mà nhiều mẹ vô tình không biết. Có bao giờ mẹ thấy cái biểu hiện này của con không? Khi mà con thấy ai mà chuẩn bị bê một đồ ăn tới hoặc là nghe cái tiếng bát đĩa leng keng là con khóc thét hết cả lên, có thể chạy trốn đi để không phải ăn. Đó rất có thể là con đã bị sợ ăn, do là cái việc ăn uống đã liên hệ với một cái ký ức rất tệ nào đó của con, đặc biệt là các trường hợp mà con bị ép ăn. Đối với người lớn thì cái việc ăn uống là vui vẻ vì chúng ta thích gì thì chúng ta ăn đấy. Nhưng đối với trẻ con thì nhiều khi là bố mẹ cứ ép con phải ăn cái này hay là ăn cái kia thì mới phát triển được. Do đó thì làm cho con của chúng ta thì bị ám ảnh với cả việc ăn uống. Vì vậy, cái việc bố mẹ cần làm đó là hãy tôn trọng nhu cầu ăn uống của con, cả về cái số lượng cũng như cái chủng loại thức ăn mà con muốn ăn. Hãy hỏi và cho con thử nhiều loại thức ăn khác nhau để biết xem là con thích gì, không thích gì, và cách chế biến các loại thức ăn khác nhau phù hợp với nhu cầu và sở thích của con.